Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 6, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga, trong đó lần đầu tiên nhằm vào hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Moscow và các biện pháp nhằm ngăn chặn hành động né tránh trừng phạt. Trong một tuyên bố trước thềm hội nghị ở Luxembourg, Ngoại trưởng các nước thành viên EU khẳng định liên minh đã thông qua gói trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga. Cụ thể, EU sẽ áp đặt các hạn chế đối với việc trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Moscow, cũng như đưa vào danh sách trừng phạt thêm gần 120 cá nhân và thực thể mà EU cho là có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp hạn chế mới nhằm làm giảm thu nhập của Nga từ hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng Gói biện pháp này cũng cấm các khoản đầu tư và dịch vụ mới để hoàn thành các dự án khí tự nhiên hóa lỏng đang được xây dựng ở Nga. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực sau thời gian chuyển tiếp kéo dài 9 tháng. EU đã áp đặt 13 gói trừng phạt đối với Moscow kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022, trong đó chủ yếu nhằm vào xuất khẩu dầu khí của Nga. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng một số tên lửa tầm xa ATAP ms do Mỹ sản xuất mang theo đạn chùm tấn công vào bán đảo Crimea dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường. Theo thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, tên lửa của Ukraine vào thành phố Sevastopol đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 150 người khác bị thương, trong đó có 27 trẻ em. Vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn về người vì tên lửa Atap MS của Ukraine mang theo đạn trùm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số 5 tên lửa tấn công vào Crimea, phòng không Nga đã bắn hạ được 4 mục tiêu. Một tên lửa còn lại sau bị đánh chặn và mất phương hướng đã rơi xuống thành phố Sevastopol. Về thiết kế, đạn trùm của tên lửa Atap MS có thể bắn ra hàng chục cho đến hàng trăm quả đạn con và có phạm vi sát thương lớn. Đạn chùm hiện đang bị cấm ở hơn 100 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường, vì đạn thường trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều chưa ký công ước về bom đạn chùm. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết, Moscow sẽ không triển khai loại vũ khí này chống lại Kiev vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể đảo ngược chính sách này. Về phía Mỹ, Washington tuyên bố cung cấp đạn chùm cho Ukraine vào tháng 7 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thời điểm đó gọi quyết định này là rất khó khăn, nhưng có lý, cho rằng việc chuyển giao vũ khí này là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Ukraine đại sứ nga tại mỹ anatoly atonov lên án việc washington không có phản ứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa Atacms ms vào sevastopol gây thương vong lớn ông cho hay chính quyền mỹ đã ủng hộ ukraine phạm tội ác trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào dân thường mỹ rõ ràng ủng hộ những tội ác của chính quyền kiev họ đứng về phía chủ nghĩa khủng bố quốc tế không có lời biện minh nào cho hành động của lực lượng vũ trang ukraine tội ác được thực hiện có chủ đích trong thời điểm tập trung số lượng tối đa người nga bên bờ biển ông Antonov cho biết, những nỗ lực của Washington khi im lặng về tội ác khủng khiếp chống lại công dân Nga gây ra sự tức giận và phẫn nộ. Mỹ không thể ngồi ở nước ngoài và trốn tránh trách nhiệm cho máu và nước mắt của những người vô tội. Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine và trao cho họ quyền tấn công dân thường chỉ chứng tỏ mong muốn của chính quyền Kiev tiếp tục xung đột bất chấp thương vong. Các nhà hoạch định chính sách ở Washington hiểu rõ bom chùm được trang bị cho tên lửa Atap-LS không thể phóng nếu không có sự tham gia của các chuyên gia và sự hỗ trợ từ tình báo Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên trang mạng xã hội hôm 23 tháng 6, đề cập vụ Ukraine tập kích bán đảo Crimea trước đó cùng ngày. Ukraine chọn bãi biển có dân thường, ở đó là mục tiêu và nhấn nút. Cả hai nước này sẽ bị thiêu dụi trong địa ngục. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay cho các tên lửa dựa trên thông tin do vệ tinh trinh sát nước này cung cấp, đồng nghĩa Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc tấn công của kỳ ép. Cơ quan này khẳng định Nga sẽ đáp trả vụ tập kích, thêm rằng Tổng thống Vladimir Putin đang liên lạc thường xuyên với quân đội sau sự việc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội nước này đã phá hủy một trung tâm hậu cần lớn được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để lưu trữ và phân phối vũ khí, bao gồm cả tên lửa do phương Tây chuyển cho Kyiv. Trong thông báo ngày 24 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội đã sử dụng máy bay không người lái, tên lửa, pháo binh và máy bay chiến thuật để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm hậu cần lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối vũ khí, bao gồm cả tên lửa do các nước phương Tây chuyển giao cho Kyiv. Báo cáo cũng tuyên bố rằng trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của Nga đã loại bỏ 176 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất, 4 tên lửa Patriot, 10 tên lửa HIMARS và Vampyr. Báo cáo được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine phóng một loạt tên lửa vào thành phố Savatapol, bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6, trong đó có 5 tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp được trang bị đầu đạn trùm. Sau vụ tấn công vào Sevastopol, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Nga Lin Chesi. Bộ này cảnh báo rằng việc Washington khuyến khích chính quyền Ukraine kéo dài tình trạng thù địch bằng cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ bị trừng phạt. Tổng thống Ukraine Zelensky đã thay thế tướng Yuri Shodol tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp bằng tướng Andriy Hanatov theo Pravda, trong bài phát biểu tối ngày 24 tháng 6, Tổng thống Zelensky cho biết, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề nhân sự tại một cuộc họp. Tôi đã đưa ra quyết định thay thế tướng Yuri Sudon, tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp quân đội Ukraine bằng tướng Andriy Hanatov. Lý do dẫn đến quyết định này không được tiết lộ, Tuy nhiên, ngày 24 tháng 6, có thông tin cho rằng ông Bogdan Krotovic, tham mưu trưởng tiểu đoàn Azov của lực lượng vệ tinh quốc gia, đã đệ đơn lên cùng điều tra nhà nước, kêu gọi điều tra tướng Yuri Sodon do tổn thất nặng nề về nhân sự. Tướng Ari Hanotov từng là tham mưu trưởng, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến Pipden. Hồi mùa xuân năm 2023, ông phụ trách hoạt động phòng thủ tại thành phố Bakhmut. Trước khi làm việc tại Bộ Chỉ huy tác chiến Pipden, ông Hanatov, từng lãnh đạo lữ đoàn thủy quân Lục chiến số 36, được thành lập từ các đơn vị trước đây đóng quân ở Crimea. Bán đảo Crimea sáp nhập Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân, nhưng Ukraine không công nhận.